đánh bài chia sẻ bài cho mấy mấy chị ơi. Mấy chị ơi, ngày mai mình ăn cơm sớm miếng mấy chị. Hãy ủng hộ em nha. Em chào chị Sinh Ngô nha. Chị Sinh Ngô chia sẻ giùm em đi chị Sinh Ngô. Ngày nào chị Sinh Ngô cũng vô chia sẻ giùm em nha. Để em sửa cái điện thoại lại mấy chị ơi, nó bị méo rồi. Ngày nào chị cũng vô chia sẻ ủng hộ giùm em chị Sinh Ngô. Rồi em cảm ơn chị Sinh Ngô luôn nha. Ăn đi, bữa nay ai qua đây ngồi cái cuốn sủ đây. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Dạ ngày mai em mới gửi chị, hồi trưa em nói chị rồi á, ngày mai em mới gửi. Em chào chị anh Nguyên nha. Anh Nguyên, anh Nguyễn gì á, em chào mấy chị hết nha. Ngày mai em mới có ngày gửi đơn, chốt đơn nha chị Sinh Ngô. Bây giờ chị chốt thêm đi rồi ngày mai em gửi luôn cho chị nha. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi để em lên mẫu nha mấy chị. Chia sẻ mấy chị ơi, một tí xíu em lên em tặng cho mấy chị hai mấy cuộn mango nha. Rồi chấm bài, chia sẻ bài giùm em. Thôi còn cái toàn bao còn nữa. Chia sẻ bài giùm em mấy chị, một tí xíu em lên em tặng cho mấy chị hai mấy cuộn mango luôn nha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Chia sẻ giùm em đi mấy chị, mỗi chị chia sẻ giùm em một lượt thôi là em cảm ơn mấy chị nhiều luôn nha. Rồi chấm chấm chia sẻ với em mấy chị. Tôi lớn gì trước ta? Tôi lớn gì trước? Bữa nay em lên cái mẫu đầu tiên lụa mango nè. Lụa mango mẫu đầu tiên em xả cho mấy chị 2m65. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị 2m lụa mango này 65 nha. Chị nào thích thì chốt giùm em 65k mấy chị, 2m đầu tiên. Em vừa bán vừa tặng cho mấy chị là 65 nha. Đó. Chất lụa mango rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi mấy chị ai thích mẫu này thì mấy chị chấm bài chia sẻ bài giùm em. Đầu like em vừa bán vừa tặng cho mấy chị là 65k 2m nè.
chất lụa mango nha mấy chị, có đầu co giãn rất là đẹp luôn. Mình lên áo dài đầm bộ gì cũng được nha, bao bao chất đẹp luôn nha mấy chị. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 65 mấy chị, lụa mango nha, 2m đầu lai, em xả em vừa bán vừa tặng cho mấy chị 65k. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em 65, 65k 2m mấy chị. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha, 65 2m đầu tiên đầu lai, vừa bán vừa tặng 65 nha. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em hoa nhí đỏ mấy chị. Rồi đầu lai vừa bán vừa tặng 65, chị nào thích thì chốt giùm em mã 65 đầu lai nha mấy chị. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em 65k 2m, 2m nha. Rồi mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ bài giùm em đi để em lên nhiều mẫu rất là đẹp luôn mấy chị, em còn xả giá rẻ cho mấy chị chốt nữa nha. Từ từ tụi like mất thôi ta. Hoa nhí vàng. Dạ em chào. Em chào chị Đào Đào Thảo nha. Em chào chị Đào Thảo nha. Màu vàng là lụa mango á chị, 2m là 70k, 35k 1m, 2m 70. Rồi chất hoa màu vàng nha, nhí màu vàng. Chị nào thích thì lên giùm em mã 70. Chất lụa mango này mấy chị lên áo dài đầm bộ đi được nha mấy chị, có độ co giãn luôn nha, rất là đẹp. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em hoa vàng 70, em xé cho mấy chị 2m nha. Rồi hoa vàng 70 em xé 2m, chị nào thích thì chốt giùm em hoa vàng 70 giùm em nha. Rồi em cảm ơn chị Oanh Nguyễn luôn nè. Mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ bài giùm em mấy chị, 10m nhí vàng, chị lên số điện thoại giùm em đi chị Đào Thảo. Lên số điện thoại giùm em nha chị Đào Thảo. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em nhí vàng kèm số mét mấy chị, nhí vàng kèm số mét giùm em nha. Bật cái máy lên kìa. Hôm nay rồi, rất là cảm ơn. Rồi ok, em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị Đào Thảo, em cảm ơn mấy chị chia sẻ bài ủng hộ giùm em nha. Mấy chị ơi, chia sẻ giùm em đi mấy chị. Một tí xíu em tặng cho mấy chị 2m lụa mango luôn nha. Rồi 10m nhí vàng cho chị Đào Thảo nè. Ok chị. Em chào chị Thô Lê. Mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ bài giùm em nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mẫu nha. Rồi cái nhí xanh mấy chị, chị nào thích nhí xanh lụa mango thì chốt giùm em nha. Nhí xanh, nhí xanh mấy chị, 2m nhí xanh cũng 70k luôn. Chị nào thích thì lên giùm em mã nhí xanh nha, 1m35, 2m70. Ai thích nhí xanh thì lên nhí xanh giùm em nha mấy chị, lụa mango luôn nha. Chắc này mấy chị lên áo dài đầm bộ gì cũng được hết mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi chưa sao không biết vậy. Dạ em chào chị Nguyễn Linh, ngày mai mới chốt đơn chị. Em thường dồn 2 like hoặc 3 like mới chốt đơn nha. Em like 2 ngày em chốt đơn 1 ngày nha mấy chị. Chứ nhiều khi em chốt vậy, có nhiều chị giờ muốn dồn đơn á là nó quan tiền ship, cho nên là em lên 2 hoặc là 3 like em mới chốt nha. Rồi nhí xanh, nhí xanh 70 giùm em mấy chị, chất lụa mango nha. Chị nào thích thì chốt giùm em nhí xanh, rất là đẹp luôn mấy chị. Lên áo dài đầm bộ gì cũng được hết.
Rồi chị nào thích thì chốt giùm em. Rồi chị nào. Dạ cái này là lụa mango chị 35k một mét nha chị Nguyễn Linh. 35k một mét mình lên áo dài đầm bộ gì cũng được nha mấy chị. Chất lụa mango có độ co giãn nha. 35 một mét. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em, chất rất là mềm rũ luôn mấy chị. Lên áo dài đầm bộ đều được nha. Rất là đẹp luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em. Rồi beo vàng mấy chị, beo vàng. Chị nào thích beo vàng lên beo vàng giùm em nha. 35k một mét, 2 mét là 70. Chị nào thích thì chốt giùm em. Beo vàng 70 em xé cho mấy chị 2 mét nha. Beo vàng 70 giùm em xé cho mấy chị 2 mét. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. Beo vàng 70. Rồi nhí đỏ, giống như hồi nãy đầu like em nói chị nào chốt nhí đỏ đầu like này, hồi nãy em lên cho mấy chị 2 mét, bây giờ em bớt cho mấy chị 65. Chị nào thích thì lên giùm em mã 65 nha. Cái này là giống như đầu like. Đầu like em lên cho mấy chị giá 65, 2 mét. Chị nào thích thì lên giùm em mã 65 nha mấy chị. 65k giùm em. 2 mét đầu like em vừa bán vừa tặng cho mấy chị 65 nha. Chị nào chia sẻ thì em bán cho mấy chị là 2 mét này 65 nè. Chị nào thích thì chốt giùm em mã 65. Rồi 65k giùm em. Mấy chị ơi, rồi em đưa cái chất KT lụa lên nha. Chị nào thích KT lụa thì chốt giùm em nha. Rồi màu xanh lá cây. 1 mét em xả cho mấy chị 34k, 2 mét là 68. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em mã 68 nha. KT lụa màu xanh lá nha mấy chị. Có độ co giãn rất là mềm rũ luôn. Rồi 68 2 mét. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. 68k mấy chị. Màu xanh lá. Rồi màu đen. Chị nào thích màu đen thì vô chốt màu đen giùm em nha. Mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Rồi xanh lá đen. Chị nào thích đen thì chốt đen giùm em. Xanh lá và đen nha. Chị nào thích đen thì chốt đen giùm em. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Rồi cái này lụa màu biển, ai thích biển thì vô chốt biển giùm em nha. Xanh biển mấy chị. Rồi chị nào thích biển vô chốt xanh biển giùm em. 2m68k luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi xanh dương mấy chị, ai thích xanh dương thì chốt xanh dương giùm em. Co giãn rất là mạnh luôn. Xanh dương. Chị nào thích xanh dương thì vô chốt xanh dương giùm em. Có độ co giãn nè. Chất rất là mềm rũ nha, mềm giãn luôn mấy chị. Rồi xanh dương. Rồi màu bò nữa mấy chị. Ai thích bò thì vô chốt bò giùm em nha. Màu bò. Có độ co giãn rất là đẹp nha. Rồi chị nào thích bốn mẫu này, màu này thì em đưa lên trước bốn màu nha. Chị nào thích bốn màu thì nói em chốt cho mấy chị nha. 2 mét là 68k. 1 mét là 34. Và mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em nha. Đưa cái hàng đó là xả. Bữa nay em lên cái mẫu này em xả cho mấy chị giá 120k một ký luôn nè. Cái này lụa nha mấy chị. Lụa mango có, hàng châu có nha, em xả cho mấy chị 120k một ký luôn. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. 120. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi. Bây giờ em lên em tặng cho mấy chị 2 mét lụa giấy này luôn nè. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi 2 mét này. Caro may được một bộ. Dạ được chị Mỹ Lợi. 2 mét là may được một bộ nha chị Mirama, hoặc là một cái đầm luôn nha. Rồi chị nào thích caro thì lên caro giùm em mấy chị. Rồi mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em. Bây giờ em tặng cho mấy chị 2 mét lụa này luôn nha. 2 mét lụa này mấy chị về lên áo dài đầm bộ gì cũng được nè. Rất là co giãn luôn. Chia sẻ bài giùm em tặng cho mấy chị liền 2 mét này luôn nè mấy chị. Rồi chị nào có chia sẻ thì mấy chị chia sẻ giùm em đi để em lên em tặng luôn nha. 2 mét lụa này mình về mà lên áo dài đầm bộ gì cũng được hết. Rất là đẹp luôn nha. Co giãn 4 chiều. Màu tối hả chị? Lôi giùm cái màu hồng nè. Lôi giùm 2 mét hồng coi. Rồi em có màu xanh nè, màu xanh lá, màu đen, màu xanh biển, màu xanh dương, màu bò,
và màu hồng. Rồi chị nào thích màu nào thì chốt giùm em nha. Thích màu nào thì chốt màu rồi kèm số mét giùm em nha mấy chị. Chốt màu kèm số mét giùm em, xanh lá, đen, xanh biển, xanh dương, bò với màu hồng nha. Rồi chị nào thích màu nào thì chốt giùm em màu đó nha mấy chị. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em. Cái này bây giờ chị nào chia sẻ thì em lên em tặng luôn nha. Chị nào chia sẻ giùm em đi mấy chị, để em lên em tặng cho mấy chị 2 mét lụa này lên rồi luôn, rồi em hỏi lên mẫu cho mấy chị chốt sau nha. Rồi mỗi chị chia sẻ giùm em một lần hai lần đi mấy chị, một hoặc hai lần em cũng cảm ơn mấy chị nữa nha. Mấy chị chỉ cần chia sẻ giùm em một hai lần thôi là em, một tí xíu em lên mã tặng cho mấy chị luôn. Chị nào có chia sẻ một tí xíu em lên tặng liền nha. Bây giờ em chờ mấy chị chia sẻ để em lên tặng luôn nè. Rồi chia sẻ giùm em mấy chị ơi, chia sẻ giùm em. Em tặng cho hai chị luôn, một chị 2 mét này, 2 mét cái rô xanh đen và 2 mét xanh lá. Cái này là xanh dương á chị, xanh dương này hả chị Mỹ Lệ? Hay là màu đen chị? Cái này là màu đen nha, màu đen. Cái này đen chứ xanh đen em hết rồi. Chị lên màu đen với xanh lá đúng không? Hả, đúng thì ok giùm em nha. Cái này là đen nha chị, đen, đen chứ không phải là xanh đen. Rồi 2 mét xanh lá chưa? Rồi 2 mét xanh lá em chốt chị luôn. Còn cái này là 2 mét đen nha mấy chị, chứ không phải là xanh đen nha. Rồi phải thì ok giùm em nha chị Mỹ Lợi. Dạ ok rồi chị, 2 mét đen, 2 mét lá. Rồi ok chị Mỹ Lợi nha. Mấy chị chia sẻ bài giùm em mấy chị. Dạ rồi, đi 2 mét vô nha. Đi xuống 2 mét đi. Rồi mấy chị ơi chia sẻ giùm em để em lên em tặng cho mấy chị luôn nha. Rồi em tặng cho mấy chị 2 mét lụa giấy này. Cho một chị. Một chị một chị 2 mét, hai chị là 4 mét của em. Rồi mấy chị chia sẻ giùm em để em tặng luôn nha. Một chị là em tặng 2 mét, còn hai chị là em tặng 4 mét. Chia sẻ giùm em mấy chị. Rồi chị nào chia sẻ thì chia sẻ giùm em đi để em lên mã tặng luôn nha. Em lên mã tặng luôn, cho em 30 lượt xem là em lên mã tặng luôn. Chỉ có hai chị chia sẻ giùm em thôi, mấy chị chia sẻ giùm em đi mấy chị. Rồi bây giờ em lên cái hàng xả giá 120. Em chưa tặng nha chị Võ Thị Bích Thủy. Chị chia sẻ giùm em đi một tí xíu mới lên mã tặng nha chị. Rồi chia sẻ giùm em đi một tí xíu em lên mã tặng mấy chị. Mấy chị bấm theo cái mã tặng của em giùm nha. Rồi 2 mét lụa này, lụa Hàng Châu mấy chị. 2 mét này mấy chị lên giùm em. Rồi 2 mét này em xả cho mấy chị 45k nè. Chị nào thích thì lên giùm em mã 45 nha. Có độ co giãn rất là mạnh mấy chị, 4 chiều nha. Rồi 45 giùm em. Chị nào thích thì lên giùm em mã 45. Cái này mình lên đầm lên bộ gì cũng được nha mấy chị. 2m 45 lụa Hàng Châu, lên đầm lên bộ đều được nha. Co giãn mạnh luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em 45k. Mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài có ghi vô 2m không ạ? À? Hả? Có ghi vô 2m không? Kêu ghi mỗi khúc 2m. Để bắt công hồi không biết. Tại vì chị không có ghi 2m, hồi không biết có đó mấy mét nữa. Rồi chia sẻ bài giùm em mấy chị để em tặng luôn nha. Chia sẻ giùm em. Nói như nói rồi. Rồi chia sẻ bài giùm em mấy chị. Rồi cái mẫu này là satin nha. Satin này em còn 2m6 nè. 2m6 mấy chị ơi, chia sẻ giùm em mấy chị 2m6. Em xả cho mấy chị 50k. Rồi 45 cho chị Hoa Bỉ Ngạn. À chị Hoa Bỉ Ngạn này hôm bữa chị Hoa Bỉ Ngạn này có bơm hàng em một lần nè, em không có chốt nữa nha. Em có cài lên là chị Hoa Bỉ Ngạn này có bơm hàng em rồi cho nên em không chốt nữa.
Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. 2m này em xả cho mấy chị 2m6. Em xả cho mấy chị 50k thôi. Chị nào thích thì lên giùm em mã 50 nha. Cái này lụa satin nha mấy chị. Rất là đẹp luôn, 2m6 50. Co giãn mạnh nè mấy chị. Rất là đẹp nha. Rồi 50k giùm em. 50k. Chị nào thích thì lên giùm em mã 50 nha mấy chị. Chấm bài chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. Rồi chị nào chia sẻ một tí xíu em tặng cho mấy chị 2m lụa này nha. Rất là đẹp luôn. Ai thích thì chốt giùm em rồi chia sẻ giùm em để em lên hàng em tặng luôn nha mấy chị. Rồi chị nào chia sẻ thì một tí xíu em lên tặng luôn nha. Chị nào chia sẻ thì một tí xíu em lên mã em tặng luôn nha mấy chị. Chấm bài chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Rồi 2m lụa Hàng Châu. 2m lụa Hàng Châu này mấy chị. 2m này em xả cho mấy chị 35k thôi. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Hàng Châu có độ co giãn nha mấy chị. Mà lên đầm lên bộ mà được nha. Rồi 35 giùm em. 35k 2m. Ai thích thì chốt giùm em nha. 35. Co giãn. Rất là mềm rũ luôn nha. 35. Chị nào thích thì chốt giùm em mã 35. Chấm chấm chia sẻ giùm em mấy chị. Rồi 35. 2m này mấy chị. Em xả cho mấy chị 2m này. 37k. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là beo 37 nha. Cho chị coi nhí tím ok chị Đào Thảo. Rồi cái này 37k nè mấy chị. Ai thích thì lên giùm em lụa 100D nha. 100D 37 giùm em nha. Chị nào thích thì chốt giùm em. Rồi 100D 37. Nhí tím nè chị. Rồi chị nào thích nhí tím thì lên nhí tím giùm em luôn nha. Nhí tím 1m35, 2m là 70. Rồi ai thích nhí tím thì lên nhí tím giùm em nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Nhí tím lụa mango nha mấy chị. Có độ co giãn. Mấy chị lên áo dài đầm bộ gì cũng được nha. Rồi nhí tím giùm em. Nhí tím kèm su mét giùm em nha. Chị nào thích nhí tím thì lên nhí tím kèm su mét giùm em. Nhí tím 10m cho chị Đào Thảo nè. Ok chị. Một cái thuốc đâu ta? Cái này trên cả. Rồi mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. Rồi cái beo. Chị nào thích beo thì chốt beo giùm em nha. Beo. Beo mấy chị. Ai thích beo thì chốt beo giùm em. Beo 35k 1m, 2m là 70 luôn nha. Rồi chị nào thích beo thì chốt beo giùm em mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi beo lụa mango luôn nha mấy chị. Ai thích beo thì chốt beo kèm xuống mét giùm em. Còn không là lên beo 70 em xả cho mấy chị. Em chốt cho mấy chị 2m nha. Rồi beo 70 em chốt cho mấy chị 2m. Nhí đỏ mấy chị. Rồi nhí đỏ giùm em. Chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em nha. Nhí đỏ. Ai thích nhí đỏ thì lên nhí đỏ giùm em mấy chị. Co giãn 4 chiều nè. Chất rất là đẹp nha mấy chị. Lên áo dài đầm bộ gì cũng được hết. Bao đẹp nha mấy chị. Rồi nhí đỏ giùm em. Chị nào thích nhí đỏ. Rồi cái mẫu hoa trắng này à. Nền kem hoa đen này à, em xả cho mấy chị 2m68k nè. Chị nào thích thì chốt giùm em mã 68 nha. 68. 2m68 giùm em nha mấy chị. Coi giãn rất là đẹp luôn. Tại vì cái màu trắng em xả rẻ cho mấy chị thôi nha. Chứ chất bao đẹp. Rồi 2m68 giùm em. Chị nào thích thì chốt giùm em nha.
Con chào cô Hiển, cô lấy hai mẫu kẻ để mai Mirama nam dưới màu xanh, màu vàng, mỗi màu 2m50. Dạ ok cô. Màu xanh và màu vàng. Màu vàng bò hả cô? Màu vàng bò với màu xanh này nha cô. Hai màu này cô ok thì con xé cho cô nha. Hai màu này được không cô? Màu vàng bò. Cái màu này nó sậm hơn cái màu vàng tươi. Rồi cái màu xanh này là ok nè. Ok không cô? 2m50 cho cô Hiển. Hay là cô thích màu xanh lọt? Hay là cô thích màu xanh này? Màu xanh này với màu xanh dương. Nếu như cô thích cái này thì cô lên là xanh biển. Còn hả cái này thì cô lên xanh dương nha. Rồi ok hả cô? Rồi hai màu này cho cô 2m50. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi mấy chị ai thích mẫu này lên giùm em là hoa tím mấy chị. Hoa tím giùm em nha, lụa mango luôn nha mấy chị. Rồi hoa tím kèm xuống mét giùm em mấy chị. Co giãn nè. Rất là đẹp luôn nha. Hoa tím lụa mango. Chị nào thích thì chốt giùm em hoa tím kèm xuống mét giùm em nha mấy chị. Hoa tím kèm xuống mét. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Hoa tím kèm xuống mét giùm em. Rồi mấy chị, cái này mấy chị lên giùm em là beo đen nha. Beo đen giùm em. Beo đen kèm xuống mét giùm em 35g 1 mét luôn nha mấy chị. 2 mét là 70, có độ co giãn luôn nha. Rồi beo đen kèm xuống mét giùm em. Beo đen kèm xuống mét nha mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Beo đen. Rồi vàng xanh. Chị nào thích vàng xanh thì lên vàng xanh giùm em nha. Vàng xanh. Có độ co giãn rất là mạnh luôn mấy chị. Nhiều à. Rồi vàng xanh giùm em nha. Chị nào thích vàng xanh lên vàng xanh. Rồi mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. Con cảm ơn cô Hiển nha, cô Hiển chia sẻ giùm con. Rồi mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ giùm em đi mấy chị. Em lên cái hàng xả cho mấy chị chốt cho nó rẻ nha. Cô xem vải hoa màu hồng, sao lưng chất liệu gì? Dạ ok cô. Hoa màu hồng, hoa màu tím hả cô? Cái này đúng không cô? Hoa màu hồng. Màu hồng là cái nào đó? Cái hồng bìa đó. Cái hồng bìa này không có tới. Nhìn trong màn hình không có tới. Nhìn là nhìn nó màn hình. Hoa hồng là cái màu này đúng không cô? Cái này có trong màn hình. Cái này lụa mango luôn nha. À cô thích cái này thì cô chốt giùm con. 2m. 2m70k nha cô. Phải cái này không cô Hiển? Bữa con nói cô thứ mấy con quên mất tiêu à. 6 gì vậy? Bữa con nói cô mấy con quên mất tiêu giờ con kêu cô tên không à. Con quên thứ cô luôn à. Rồi mấy chị. Ai thích mẫu này thì lên giùm em nha. Đồ mango luôn nha mấy chị. Rồi phải cái này thì nói con chốt cho cô nha. Cô ba hay cô mấy con quên mất tiêu luôn à. Em chào chị Năng Phèm nha, em chào chị Tường Vi nha. Mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Rồi cái nhí hồng nữa nè mấy chị. Ai thích nhí hồng thì chốt giùm em. Nhí hồng. Chị nào thích nhí hồng lên nhí hồng giùm em nha. Lụa mango nha mấy chị. Cái này mình lên áo dài đầm bộ gì cũng rất là đẹp luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em. Lụa mango nha. Rồi nhí hồng 35k 1m. 2m là 70. Chị nào thích thì chốt giùm em, có độ co giãn nè. Rất là đẹp luôn. Co giãn rất là mạnh luôn mấy chị. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. Nhí hồng 3m hồng mango. Cô lấy 3m hồng mango. 3m hồng này hả cô?
từ từ cho cô nè. 3 mét cái này hay là cái con mới đưa lên là nhí hồng cô? Cái này thì cô ok giùm con nha. Phải cái này thì cô ok giùm con. Còn không phải thì là cái kia nha cô. Hả phải thì cô ok. Còn không phải thì con lấy cái nhí hồng kia nha. Mấy chị ơi chấm bài, chia sẻ bài giùm em mấy chị. Ok, dạ con cảm ơn cô. Mời ba mét này. Rồi cái này nhí nhu mấy chị. Cái màu này nó nhu nha, không nổi. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là nhí nhu mấy chị. Nhí nhu giùm em. 1m35k, 2m là 70 luôn nha. Chị nào thích nhí nhu thì lên nhí nhu giùm em nha. Lụa mango nha mấy chị. Hai đầu trên hai đầu. Nào trên hai đầu đó, đầu kia cũng kia. Rồi nhí nhu giùm em mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Mấy cài về hả chứ? Mấy nhỏ đi xem mấy cài không? Nhìn mặt đầm mặt đẹp là sợ quá đi. Lên ra vậy. Đi mấy cài không? Rồi mấy chị ai thích mẫu này lên giùm em nhí nhu nha. Có độ co giãn rất là mạnh luôn mấy chị. Nhí nhu kèm xuống mét giùm em. Mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em. Chờ xíu em sạc pin cái nha. Hồi trưa vừa xuống live xong cái có khách mua đồ lại tới chỗ mua cái quên mất tiêu. Ủa thằng nãy lại lấy điện thoại từ bấm 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 tùm lum hết. Lấy cái máy máu bấm lum. Rồi mấy chị không ngồi cái thấy nữa. Cái này mấy chị lên chữ giùm em nha. Chữ xăm giùm em mấy chị. Chữ co giãn rất là mạnh nha mấy chị. Rồi cái chữ này mấy chị lên đồ rất là sang luôn nè. Chị nào thích chữ lên chữ giùm em nha. Chữ chữ kèm số mét giùm em nha mấy chị. Lụa mango luôn. Rồi chữ kèm số mét. Màu vàng hả chị? Ok chị. À, caro màu vàng. Dạ ok chị. Màu vàng bây giờ em cần cái to không à? Em hết cái nhỏ rồi, em còn cái ô to. Ô to là 8 ô ly nè mấy chị. Màu vàng còn ít nữa nè. Vàng là 8 ô ly nha. Chị nào thích 8 ô ly vàng thì giờ chốt vàng giùm em mấy chị. Đếm lên em coi khúc này là đo khúc vàng bao nhiêu à. Rồi cái này 1m rưỡi. 1m rưỡi. Màu vàng. Chị nào thích mẫu này lên giùm em 50k nè mấy chị. 1m rưỡi này em xả mấy chị 47k luôn đi. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 47 nha. Tại vì cái này nó lợi mét. Em xả cho mấy chị 47 luôn. Nhiều. Dạ còn chị Mỹ Lại 2m7 hả? Rồi 1m rưỡi này em xả cho mấy chị 47k nè. 51k mà em xả cho mấy chị 47 luôn. Chị nào thích thì lên giùm em mã 47 nha. 1m rưỡi 47. Rồi màu hồng 3m mấy chị. Chị nào thích hồng thì lên hồng giùm em nha. 3m hồng. Hồng này em còn 3m. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi hồng 3m. 3m em xả cho mấy chị 68 70 100g mấy chị. Rồi cái này em xả cho mấy chị 95 luôn. Rồi vàng 47 cho chị Văn Bình Ngô nè. Chị Văn Bình Ngô cho em xin số điện thoại nha. Xem caro tối sọc to. Dạ ok chị. Cái này em đang lên là sọc to nè chị. 8 ô ly nè. Cái này mấy chị lên giùm em là hồng. 3m em xả mấy chị 95 nè. Chị nào thích thì lên giùm em 95. Tại vì cái to này em còn 3m em xả 95. Mấy chị về lên được 2 bộ luôn nha. 95 giùm em. Chị Văn Bình Ngô cho em xin số điện thoại nha chị. Sọc hồng chị đang cầm lấy. Chị Hải Yến kèm số điện thoại giùm em nha. Chị lên mã 95 giùm em nha chị. 95k.
em còn 3 mét em xả 95 nè. Rồi lên mã 95 giùm em nha chị Hải Yến. Rồi kèm số điện thoại giùm em luôn chị Hải Yến. Rồi chị Văn Bình Ngô kèm số điện thoại giùm em luôn nha. Bao nhiêu? Hải Yến đâu có đơn. Hay quá, bạn cũng hay ghê. Bộ có một mình tên Hải Yến nữa. Rồi em cảm ơn chị Hải Yến nha. Hải Yến. Đó, này, chung á. Rồi, em cảm ơn chị Văn Bình Ngô nha. Cái này chung nè. Cái này cũng 3 mét luôn mấy chị. 3 mét này luôn, chị nào thích mẫu này lên giùm em. Cái này là uli to nha, em đang uli to nha mấy chị. Uli 8 nha. Chị nào thích mẫu này em xả mấy chị 95 luôn nè. Cái này uli 8 luôn, em còn 3 mét 95 em xả cho mấy chị luôn. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 95 luôn nha. 95, ghi vô cái mã màu hồng là 95. Còn cái mã 47. Mã 47 có rồi, khỏi ghi. Rồi cái màu hồng 95. Rồi chị nào thích cái màu xanh này lên giùm em 95 luôn mấy chị, 3 mét luôn. 3 mét tính ra 34k một mét là hơn 95k nha, hơn 100 luôn. Mà tại em xả cho mấy chị 95. Dạ ok chị. Rồi lộn số nào, lấy số này nè. Chị Văn Bình Ngô xé cái giấy kia vô. Dạ cái này luôn hả chị? Chị lên mã 95 giùm em nha chị Hải Yến. Chị lên 95 giùm em nha. Rồi chị Hải Yến comment mã 95 giùm em. Số 95 là em chốt với chị 3 mét nha. Còn không là chị lên 3 mét 95 giùm em. Rồi ok chị. Một mét rưỡi, một mét bảy. Ủa, năm. Năm là hai mét rưỡi chứ. Bốn, năm, hai mét rưỡi, hai mét bảy. Màu vàng luôn hả chị? Ok chị. Màu vàng em còn có hai mét bảy nha. Hai mét bảy để em coi. Ủa gì kì vậy? Rồi chị lên giùm em mã 85 thôi chị. 85 giùm em. Rồi 85 cho chị Hải Yến luôn nha. Rồi 85 cho chị Hải Yến luôn, lại gom hết cái gì? Rồi 85 cho chị Hải Yến, chị comment giùm em nha. Rồi cái này màu da. Màu da, chị nào lấy màu da thì comment giùm em màu da mấy chị. Để em coi còn bao nhiêu em xả cho mấy chị luôn nha. Ok chị Hải Yến. Rồi mấy chị chờ em xíu nha. Dạ ok chị. Chờ em xíu em mai. Hết giấy mấy chị hú em rồi. Rồi chờ em lên màu da nha. Đo giùm đi ngồi không chị trời. Đo cái khúc nào nguyên nhất. Đây đâu không kịp ngồi đó. Không. Rồi màu da còn đủ. Dạ chắc hơn 3 mét đó chị. Để em coi nha. Rồi chị chốt màu da thì chị comment màu da giùm em đi. Màu da chắc còn hơn 3 mét. Chị lấy 3 mét đúng không chị Hải Yến? 3 mét em xả chị 95 luôn á. Chị lên mã 95 giùm em đi. Rồi cái này 3 mét nè mấy chị. 3 mét là chị Hải Yến lên giùm em mã 95 nha. Rồi 95 giùm em. 3 mét. Cái này là em xả rẻ cho mấy chị thôi, tại em còn rất là ít luôn. Rồi da 95. Chị Hải Yến chốt da 95. Cái khúc này 3 mét luôn nè. Ok chị. Ủa cái kèm ấy nữa không? Dạ ok chị. Đây hai cái luôn. À, chị vậy tới chào với Messenger rồi chị gửi địa chỉ giúp qua đó giùm em đi rồi ngày mai em chốt đơn sớm cho chị nha. Rồi cái màu đen luôn mấy chị. Màu da em còn nha.
màu đen, chị nào thích đen thì chốt đen giùm em. Rồi màu đen, màu đen 1m4, em xả cho mấy chị 44k thôi. Rồi 1m4 mấy chị lên giùm em 44 nha, 44k mấy chị, rất là đẹp luôn nè, 44 nha, có độ co giãn không mấy chị. Rồi 44k màu đen 1m4 nha. Em chào chị Nguyễn Thị Long, cái caro này là KT lụa chị, có độ co giãn luôn nha. Rồi 1m8, 1m8 mấy chị, 63 60, thôi em xả cho mấy chị 1m8 này 60k, 58k luôn nè. Rồi chị nào thích 1m8 thì dùm lên dùm em mã 58 nha, 58 dùm em, 58 mấy chị. 1m4 thì mấy chị lên dùm em là 44, còn cái này mấy chị lên dùm em 58k nha. Cái gì chị Trần Hảo, còn caro không em hả, phải không chị? Rồi cái này là em còn nha chị, em còn caro nha. Cái này là tại vì em có ít cho nên em xả cho mấy chị thôi. Cái này là oli 8 nha, oli 8 là cái này là 8 ly nè mấy chị, là cái này 1m8 em xả cho mấy chị 58k. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 58k nha, 1m8 58 giùm em. Còn cái khúc này 1m4 em xả cho mấy chị 44k. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha, 58 với lại 44 mấy chị, 44 giùm em. Rồi 58, 44, chị nào thích thì chốt giùm em nha. Cái này như chưa bấm vô, 58 bấm gì 58. Rồi cái xanh biển nha mấy chị, xanh biển. Một mét rưỡi, một mét rưỡi em xả cho mấy chị cái này 50k nè. Chị nào thích thì lên giùm em mã 50 nha, 1m5 50. Thôi em xả cho mấy chị 48 luôn nè. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 48 luôn nha, 1m5 biển 48, ghi 1m5 48 luôn. Rồi chị nào thích mẫu đó lên giùm em nha. Rồi màu hồng mấy chị, 2m màu hồng, hồng 8 này em còn 2m, em xả cho mấy chị 66k, 65 luôn đi. Rồi chị nào thích hồng lên giùm em 65 luôn nha. Cái này hồng em còn 2m, em xả mấy chị 65. Cái này là 8 ly nha mấy chị, em còn ít 8 ly cho nên em 8 ly cho nên em xả mấy chị luôn nha, 2m 65 giùm em. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha, để mấy cái kẻ qua bên nha. Rồi xanh dương, xanh dương này em cũng có 2m nè, chị nào thích thì chốt giùm em. À cái này 1m8 thôi mấy chị, chị nào thích thì chốt giùm em nha, xanh dương, xanh dương luôn. Dạ em chào chị Thanh Duyên, Thanh Duyên nha. 1m6, 1m6 em xả cho mấy chị 1m6, xanh xanh xanh. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em nha, màu xanh. Em xả rất là rẻ cho mấy chị luôn rồi đó mấy chị. Rồi lên giùm em 1m6 em xả cho mấy chị 50k luôn nè. Rồi 1m6 50 giùm em luôn nha, 50. Cái này em xả rất là rẻ luôn mấy chị, 50 giùm em. 1m5 48 thôi, 44 thôi, 48. Rồi cái này 50, 1m6 50. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi mấy chị ai thích cái mẫu kẻ thì nói em lên nha mấy chị. Rồi cái này kẻ nhỏ nè mấy chị, kẻ nhỏ màu xanh lá. Chị nào thích kẻ nhỏ thì lên kẻ nhỏ kèm xương mét giùm em nha.
Cái này thì em còn 34k một mét. Chị nào thích thì lên giùm em. Kẻ xanh lá 34k một mét mấy chị, cái này mình lên đầm, lên bộ, lên Mirama, áo kiểu, áo sơ mi gì cũng đẹp hết. Rồi lên là xanh lá giùm em. Bây giờ em lên cái hàng xả cho mấy chị chốt nha. Hàng xả giá ký 125k một ký luôn mấy chị. 125k một ký luôn nha. Chị nào thích thì chốt giùm em. 2 mét này bữa nay em xả cho mấy chị 28k. Cái này còn khúc không? Em còn có 1-2 khúc thôi nha. Rồi em xả cho mấy chị 28k. Lên ton hả chị? Ok chị. Rồi lụa 28 giùm em nha. Có độ co giãn nè. 28. Em còn 1-2 khúc nên em hết. Dạ em chào chị Hà Hoàng. Hình như là nếu có cho địa chỉ là em gửi rồi á chị. Tại hôm qua em có đơn đi nha. Hôm qua em có đi đơn một ít. Cho nên ví dụ như mà chị có, em xin địa chỉ mà chị có cho rồi là em đi rồi. 28 giùm em mấy chị. 2 mét nha. Cái này mấy chị lên đầm bộ gì cũng được hết. 28. Rồi chị nào thích mẫu đó thì lên giùm em mã 28 mấy chị. Rồi 28 giùm em nha. Chấm bài, chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Lên ton hả? Vậy em lên ton nha mấy chị chia sẻ giùm em lên ton nha. Lấy mấy mẫu ton màu tím này giùm em. Mấy cái mẫu ton nhung này em xả cho mấy chị 1m là 35, 2m là 70 luôn nha. Chị nào thích ton nhung này lên giùm em là ton nhung 70 nha mấy chị, hoa màu tím. Rồi lên giùm em là ton nhung 70 hoa tím nha. Chị nào thích thì lên giùm em. Hoa tím 70 mấy chị. Cado xanh là còn bao nhiêu mét? À em còn, tại vì em về hàng cây cho nên còn vài chục mét chị. Chị Nguyễn Thị Long chị lấy bao nhiêu mét chị? Em còn vài chục mét lận nha. Tại vì em sĩ cứ một người vậy lấy mấy chục mét nhưng mà em vẫn còn được mấy chục mét luôn. Nếu như chị lấy bao nhiêu mét thì chị comment số mét giùm em nha. Cái này còn chắc cũng cỡ, chị lấy 50 mét không chị? Chị Long. Rồi chị nào thích ton thì lên ton giùm em mấy chị. 35k một mét. Thôi đầu like em xả cho mấy chị 34k một mét luôn nè. Đầu em lên ton đầu tiên em xả cho mấy chị 34. Dạ có giãn chị. Cái này có giãn nha chị, cái lô này em về là lô kate lụa này có giãn nha. Có độ co giãn rất là đẹp luôn. Nói mấy chị thấy không? Nè chị Long. Đó. Rất là đẹp luôn nha mấy chị, em không có nói dốc đâu. Ví dụ như mà chị nào có mua hàng bên em mà cái kate lụa này mấy chị biết cái chất bao đẹp nha. Rồi chị lên mã màu xanh lá kèm số mét giùm em xé cho chị nha, màu xanh lá. Màu đen. Rồi màu bò. Chị nào thích bò thì lên bò giùm em nha. Bò. Co giãn cho mấy chị, cái này là ô ly nhỏ nha, 5 ly. Rồi xanh lá bò. Xanh dương. Ủa nãy cái ca đô đỏ nhỏ có đỏ không? Có đỏ hả? Rồi 11 mét giá bao nhiêu một mét? À, chị à, ví dụ như chị lấy em thường em lên 34 mà chị lấy hơn 10 mét thì em để về giá 33 thôi nha, chứ không bớt nữa nha chị. Tại vì một mét em chỉ lời 2-3 ngàn thôi, còn mấy chị lấy số lượng thì em lời 1 ngàn một mét. Em chấp nhận em lời ít nhưng mà em nhờ số lượng thôi nha, chứ em không có lời nhiều đâu mấy chị. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. Chị lấy 11 mét thì em bớt cho chị còn 33 nha. Còn nếu như 2 mét là em lên giá 34. Dạ 34k chị Khánh Ngọc. Tại vì em nhờ số lượng thôi chứ em không có nhiều nha mấy chị. Cho nên chị nào thích thì chốt giùm em. Cái này à, xanh dương. Rồi lên xanh dương giùm em. Rồi bò giùm em. Chị nào thích bò thì lên bò giùm em nha. 34k 1m kate lụa mấy chị. Cái chất này mấy chị lên đầm lên bộ là khỏi nói luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn. Mà nó có độ co giãn nữa nha. Rồi màu hồng. Rỉ cây ra coi, rỉ nổi cây. Cây nặng quá. Dạ rồi ok chị. Rồi màu hồng. Chị nào thích hồng thì lên hồng giùm em nha. Để em lên cái này, cái em sơ lược cái này em qua lại cho chị nha. Rồi màu đen.
Chị nào thích đen thì lên đen giùm em nha mấy chị. Đen. Rồi em còn màu xanh lợt nữa, xanh biển nữa. À chị, đỏ bây giờ em còn cái màu 8 ly chị lấy được không? Cái đỏ là em còn 8 ly. 8 ly thì nó cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Nè. Rồi 8 ly đỏ giùm em nha. Hồi trưa em có lên Ravon mà chị Hải Yến ra rồi chắc. Rồi tí xíu em lên lại cho chị nha, chị theo dõi giùm em đi chị. Rồi, màu xanh lợt. Màu xanh lợt giùm em nha. Em có đỏ luôn. Màu đen không sọc. Màu đen không sọc, đâu có đâu chị. KT không có màu đen không sọc nha. Rồi đỏ. Đỏ giùm em. Vậy hả chị? Không, hồi trưa á chị, hồi trưa là em có lên ton luôn, em lên von luôn á. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là ton hoa tím nha. À, caro bao nhiêu một mét? Dạ em chào chị Trúc Thiên nha. Dạ caro là 34k một mét chị. Còn hồi nếu như mấy chị lấy số lượng mà trên 10 mét em để cho mấy chị giá 33 nha, chứ không có bớt đồ nữa. Tại vì em lời có 2-3 ngàn một mét thôi mấy chị. Ví dụ như mấy chị chút ít thì em nhờ số lượng. Ủa mấy chị chút nhiều thì em nhờ số lượng thôi nha. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em hoa tím 68. Dạ đúng rồi chị, hàng chị em có lên voi mẹ không thấy chị chốt luôn. Em cũng tại vì bây giờ nó ẩn cái comment á, cho nên là cái điện thoại em không thấy được là còn chị ở trong đó hay không nữa. Rồi hoa tím 68 2m, ton nhung nha mấy chị. Ton nhung nha, chất ton rất là đẹp luôn. Cái này là ton đó chị Thiên, chị Trúc Thiên. Cái này là ton nha chị, còn hồi nãy em mới lên là KT lụa, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào thích KT lụa thì chốt giùm em nha. Em có đủ màu nè, màu đen, màu bò, màu xanh dương, màu xanh lá, màu hồng. Đỏ 5m5, xanh lá 5m5, nâu 5m5. Ok chị. Nâu là cái nào? Màu này là màu bò đúng không chị? Em lên cái này là bò nè. Là chị lên màu này đúng không chị Nguyễn Thị Long? Rồi xé đỏ trước, đỏ 5m5, xanh lá 5m5 trước. Rồi hoa tím 68 cho chị Thanh Duyên nè. Ok chị, phải cái màu này màu bò nè chị. Đúng rồi, ok giùm em nha. Vải may áo sơ mi có sọc caro không xếp? Dạ, cái này là lên áo sơ mi được nè chị. Cái này lên áo sơ mi được nè nha. Em có đủ màu luôn á. Phải không chị Long? Phải màu đó không chị? Rồi 2m này cho chị Thanh Duyên nè. Thanh Duyên Nguyễn Thị nè. Ok chị. Ok rồi, ok chị. Cái đó em lên bò, chị lên nâu. Bởi vậy em sợ lộn, em hỏi là chắc ăn. Rồi 68k cho chị Thanh Duyên nè. Ok chị. Rồi mấy chị ơi, cái này để em lên ba khúc, ba mẫu đúng không? Đỏ, xanh lá chưa? Xanh lá rồi. Rồi bò nữa. Ba giấy luôn á, là một ánh một tấm á. Rồi đen 5m5 ok chị. Đen là tấm cuối cùng nha. Rồi em lên ton, chị nào thích ton thì vô chốt giùm em. Cái mẫu này hồi nãy em lên 2m là 68k nè. Chị nào thích ton thì vô chốt giùm em nha. Ton 68. Rồi ton 68 giùm em mấy chị. Cái này hồi nãy để đây mà cái thằng đó làm rớt nữa. Cái gì? Đỏ còn có 4 chấm. Hồi nãy còn khúc đỏ nữa không? Chị Long ơi, đỏ em còn có 4m9 à, được không chị? Được thì em chốt chị luôn nha. Cái đó nhiều. Được rồi. Em còn một khúc à. Lấy giá bao nhiêu? Dạ không được chị, không có được trả giá trên like luôn. Tại vì em không có lời bao nhiêu hết đó chị, 33. Em có chốt sỉ nha, em có chốt sỉ chợ luôn. 40k một 40m. Mỗi màu 40m mà lấy đều màu luôn mấy chị. Nhưng mà em vẫn để giá 33 nha. Tại vì em không có lời cho nên em không để được nha chị Long. 28.
Rồi chị em còn màu đỏ là 4m9 với 2m8, chị lấy hết không? Rồi cái này to nha mấy chị, to nhung nha, hoa đỏ giùm em. Rồi hoa đỏ giùm em, chị nào thích hoa đỏ thì lên hoa đỏ giùm em nha. À, em sỉ lần 30-40m mà em vẫn lấy giá 33 nha mấy chị. Em nhờ số lượng thôi chứ không có lời bao nhiêu nha. Em miễn ship cho mấy chị đó thôi. 22m. À, chị, cái màu đỏ em còn 4m9 á. Chị lấy giùm em được không? 4m9 màu đỏ. Rồi chị nào thích hoa đỏ thì lên hoa đỏ giùm em nha mấy chị. Hoa đỏ giùm em. À, vân màu hình như hết rồi à, chị An Nguyễn ơi. Rồi hoa đỏ ton nha, chị nào thích thì chốt giùm em hoa đỏ mấy chị. Hoa đỏ ton giùm em. Để em lên vài mẫu ton này em xài cho mấy chị luôn nha. Này còn đủ 16 mét. Rồi chị Long ơi, hoa đỏ lấy cho chị Lê Hồng Huế, chị kèm số điện thoại em chị. Chị Long ơi, cái đỏ là em còn 4m9, còn cái bò là em còn 6m, em lấy hết cho chị nha. Ghi đi, cái đỏ là 4m9, còn cái đò 6m, cái bò 6m bỏ qua bên luôn. Rồi cái đen là 5m rưỡi. Rồi Lê Hồng, chị Lê Hồng Huế kèm số điện thoại em nha chị. Ok chị. Rồi để em chốt cái hoa màu đỏ cho chị Quế, chị Quế gì kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi cái này to nhung luôn mấy chị, để em lên em xả cho mấy chị luôn nha. Cái này 2m nè. Hai mét này đúng gì? 2m mẫu này chị nào thích thì em chốt cho mấy chị nè. Cái này màu xanh ngọc nha mấy chị. Ở ngoài là màu xanh ngọc nha. Ok chị. Rồi ở ngoài là màu xanh ngọc, tại vô điện thoại nó chá mấy chị. 2m này bữa nay em xả cho mấy chị. Sáu mươi lăm k đi. Cái này là em xả lỗ luôn rồi mấy chị, 65 giùm em. Rồi 65 nha, cái này em cũng còn 1-2 khúc em hết nè. Rồi 65, ton nhung nha mấy chị. 65k giùm em. 2m. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. 65. Mấy chị ơi, mình thích ton trái cây không? Ton trái cây thì em xả cho mấy chị 2m55 nè. Rồi chị nào thích ton trái cây em xả cho mấy chị 2m55k nha. 2m55. Dạ ok đúng rồi chị, nhưng mà cái dạ đúng chị Long, chị kèm số điện thoại giùm em đi chị. Chị Long kèm số điện thoại giùm em đi chị, tại vì em đỡ Facebook khác với lại cái máy anh đơn á, đặng em lưu vô, đặng sau này nó lên cái nó hiện lên cho nó dễ nha chị. Rồi 65 cho chị Lê Hồng Huế nào. Ok chị, từ nãy giờ em quên nữa chứ, em biết là chị khách cũ của em, nhưng mà cái Facebook kia nó lưu số giờ nó chặn mất luôn rồi chị, em không có lấy lời được luôn. Màu đen 5x5 nha. Hoa đỏ 2m cho chị Huế nè. Tí xíu nó quên nè, chị Huế chị em quên mất tiêu hoa đỏ 2m. Rồi ton trái cây mấy chị, ai thích mẫu ton trái cây thì lên ton trái cây giùm em. 2m em xả cho mấy chị 55k nha. Chị nào thích thì chốt giùm em mã 55. Rồi mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ bài giùm em nha. Giật cái to này ra đi, để chung đây.
Cái đó hàng kỹ rồi, để đăng ký đi. Rồi để em coi khúc này bao nhiêu em xả cho mấy chị luôn nha. Có 1m3 mấy chị, 1m3. 1m3 thôi em xả cho mấy chị 30k luôn nè. Chị nào, chị nào thích thì lên giùm em mã 30 nha, 1m3. Em xả cho mấy chị 30k luôn. Rồi chị nào thích cái mẫu con này lấy giùm em mã 30 nha. 1m3 mình lên mình may được một cái đầm ngủ á, là một bộ đồ nha mấy chị. 30 giùm em. Em xả nha, 30. Chị nào thích thì chốt giùm em 30k, thích vô giùm em. Để sáng ngoài lấy không được. Rồi 30k nha, chị nào thích thì chốt giùm em. Cái này là to loại 1 nha mấy chị. Em đang tơ lên to loại 1 nha. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái mẫu này em còn ít cho nên để em xả giá rẻ cho mấy chị chốt nha. 2m này em xả cho mấy chị 65 thôi. Rồi 2m ton chữ này em xả cho mấy chị 2m65. Chị nào thích ton chữ thì lên giùm em mã 65 mấy chị. 65 giùm em, chữ đen 65 nha. Rồi chị nào thích chữ lên giùm em, chữ 65 mấy chị. To loại 1 nha, hàng chính phẩm luôn mấy chị. Nó chất to nó cũng có độ co giãn nha, rất là mát luôn. Mùa hè này mặc ton rất là mát nha mấy chị. Rồi ai thích ton thì chốt giùm em. 65k 2m. Rồi cái chữ đỏ này em cũng xả cho mấy chị 2m65 luôn nè. Chị nào thích chữ đỏ thì lên chữ đỏ giùm em nha. Chữ đỏ 2m65. Chị nào thích ton thì chốt giùm em nha. Rồi chữ đỏ 65. À từ nãy giờ nó bị ẩn comment mấy chị ơi. Em chào chị Nguyễn Thị Bích Lan nha. 30 cho chị Triệu nè. Ok chị. 30 chị may được gì chị Triệu. 2m đủ bộ 30 mấy gì chị. Rồi 30 em hết nha. Chọc đổi màu lấy 1m4. Vải chị, vải dọc mỗi màu lấy 1m4. Vải sọc mỗi màu lấy 1m4 hả chị Lê Hồng Huế? À, sọc này hả chị, đúng không chị? Mỗi màu 1m4 đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Em có khoảng em còn tầm 1, 2, 3, 4, 5. Em còn 5 màu. 5 màu này ok nha không chị? Chị Huế. 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi màu lấy 1m4 đúng không chị? Đúng ok giùm em nha. 5 màu. Rồi. Chữ hờ mấy chị, ton 2m55. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. 2m55k chữ hờ. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi cái mẫu này em xả mấy chị 2m55 luôn nè, màu đỏ mấy chị. Màu đỏ 2m55 luôn nha, con. Rồi chị nào thích màu đỏ lên giùm em. Đừng lấy màu đen ok, dạ ok chị, trừ màu đen ra. Rồi 4 màu nha chị. Trừ màu đen ra em còn 4 màu, nắm hết 4 màu để quên. Ba mươi k 1m3 á chị. Bởi vì em mới hỏi chị Mai được 1m3 không, không được thì em chốt cho chị Thanh Duyên nha. Rồi cái này 20, cái đó em chỉ có 1m3 thôi, cái đó hàng mét nha chị. Cho nên 1m3 em xả cho mấy chị có 30 là giống như em tính có 1m luôn á. Rồi 2m này 65 nè, chị nào thích mẫu này lên giùm em mã 65. Rồi chị Triệu có chốt không chị? 1m3 thôi á. Rồi cái này là 65k 2m, chị nào thích thì chốt giùm em. Ton 65. 65 nha. Rồi bi hồng mấy chị, bi hồng giùm em. 2m ton bi hồng 65k luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Bi hồng lọt 65. Rồi hồng lọt 2m65. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Hồng lọt 2m65 bi. Ai thích thì chốt giùm em. Cái đó để cho tâm trí.
Rồi trái táo mấy chị, trái táo em xả mấy chị 2m55 nè. Cái này hình trái cây em xả cho mấy chị 2m55. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. 2m55k. Chất con rất là mịn mát luôn, chị nào thích thì chốt. 2m55 nha. Có độ co giãn không mấy chị, co giãn nhẹ nha. Rồi ai thích ton thì cứ chốt giùm em. 55. Rồi mấy chị mình muốn lên cái gì nói em lên nha mấy chị. Nãy giờ em lên to mấy chị cũng không có chốt. Để em lên vài mẫu tên nhí nữa xong rồi em qua lụa nha. Em lên vài mẫu tên nhí nữa rồi em qua lụa nha mấy chị. Rồi tên nhí màu xanh. Chị nào thích con nhí màu xanh thì vô chốt con nhí màu xanh giùm em nha. 2m này là 68k nha mấy chị, nhí màu xanh. Ton loại 1 luôn nha. Rồi 2m68 giùm em. Chất ton rất là dày dặn mấy chị. Có độ co giãn luôn nha. Ton đẹp, ton hình, ton chính phẩm nha mấy chị. Lên lụa hả chị Văn Bình Ngô, ok chị. Lên ton bông nữa. Dạ ok chị. Rồi ton nhí xanh, chị nào thích ton nhí xanh thì lên ton giùm em nha. 2m này là 68, chị nào thích mẫu này lên là nhí xanh 68 giùm em. Rồi nhí xanh 68, em lên vài mẫu ton này qua lụa, vài mẫu lụa nha. Nhí xanh 68. Lại lấy vài mẫu ton mới đây đây. Rồi không nổi. Rồi nhí đỏ mấy chị, nhí đỏ 68 giùm em luôn. Chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em nha. Rồi nhí đỏ 68, chất ton rất là đẹp mấy chị thấy không? À, 68 1m7 nhí xanh ok chị, 2m cho chị Thanh Duyên nè. 1m7 cho chị Phan Võ nè, ok chị. Rồi chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em nha, nhí đỏ. Tự nhiên nãy mắt đi toilet vậy, mắt đi vậy. Kỳ vậy. Thôi tràn nước rồi con. Tắt. Rồi nhí đỏ giùm em mấy chị, rất là đẹp luôn nè. 2m với 1m7. Nghe tùm lum rồi đó. 2m cho chị Thanh Duyên, 1m7 cho chị Phan Võ. Rồi nhí đỏ giùm em mấy chị, ton nha. Chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em. Nhí đỏ. Rồi cái mẫu màu hồng này em cũng còn rất là ít nè. Chị nào thích hồng thì lên hồng giùm em, nhí hồng, nhí hồng này có chân nha mấy chị. Rồi nhí hồng giùm em. Nhí hồng này có chân nha, chị nào thích nhí hồng thì chốt nhí hồng giùm em. 34k 1m, 2m là 68 nha mấy chị, cái này có chân. Rồi chị nào thích nhí hồng thì lên nhí hồng giùm em. Nha, chất ton có độ co giãn nè, thấy mấy chị thấy không? Ton loại 1 nha, rất là đẹp luôn. Không mỏng nha, chất dừa mai rất là mịn mát. Rồi nhí hồng 68 em xé cho mấy chị 2m. Còn không mấy chị lên là nhí hồng kèm số mét giùm em nha. Nhí hồng kèm số mét giùm em. Rồi lấy mấy cái kẻ đó đi. Bút vô mấy cái kẻ giật vô nha. Rồi em lên vài mẫu ton rồi em qua lụa nha mấy chị, đừng có ra nha mấy chị, chờ em xíu. Em lên vài mẫu này rồi em lên vài mẫu kia nha mấy chị. Rồi vàng. Nhí vàng giùm em nha. Nhí vàng kèm số mét giùm em. Nhí vàng mấy chị. Đó, nhí vàng kèm số mét giùm em nha. Rất là mạnh mát luôn. Mấy chị thấy cái chất to nó rất là đẹp luôn. Rồi nhí vàng giùm em. Nhí vàng kèm số mét giùm em, rất là nhiều hoa nhí luôn mấy chị, mà màu cũng đẹp luôn, hoa nhí cũng đẹp luôn nha. Gì? Rồi nhí hồng 1m5 cho chị Phan Võ nè. Ok chị. Chốt nhí hồng 1m5 đi. Sọc hồi nãy 4 màu đúng không?
chị nào thích nhí lên nhí giùm em nha, nhí vàng giùm em nha mấy chị. Nhí vàng giùm em. Bò mé là 34k, 2 mét là 68k. Rồi nhí vàng cho chị Phan Võ nè. Rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi nhí vàng cho chị Phan Võ 2 mét nè. Cái giấy đầu tiên á. Còn cái đó là sọc kẻ cơ luôn ấy á. Rồi nhí vàng 2 mét nè. Rồi cái tấm cho máy là nhí vàng nha. Mà lấy cho tôi vài mẫu ton được coi. Cái này màu cam sữa mấy chị. Cái này mấy chị lên giùm em là cam sữa đi. Cam sữa giùm em nha. Cái màu này rất là ngọt luôn. Rồi cam sữa kèm số mét giùm em mấy chị. Cam sữa kèm số mét giùm em nha. Rất là ngọt luôn mấy chị. 2 mét. Em chào chị Duyên Kim. Còn giữ đơn của em. Dạ chị Duyên Kim còn giữ nha chị. Cái đơn mới hôm qua chốt là bữa nay em còn giữ nha. Để bữa nay em dồn đơn nữa rồi ngày mai em mới đi đơn được nha mấy chị. Rồi chị nào thích ton này lên giùm em là cam sữa mấy chị. Cam sữa kèm xuống mét giùm em. Mấy chị thấy cái màu rất là đẹp luôn. Nếu như mà cái đơn đêm hôm qua thì còn mấy đêm trước là hết nha. Em xả nha. Nếu mà đơn hôm qua thì vẫn còn nha mấy chị. Rồi cam sữa kèm xuống mét giùm em nha. Cái màu hoa nhí này rất là đẹp luôn mấy chị. Cam sữa. Rồi cam sữa 3m3 cho chị Phan Võ nè. Dạ từ nãy giờ em lên ton hết chị. Chị Thanh Duyên Nguyễn Thị từ nãy giờ bông là ton không nha chị. Bông tối hả? À em quên nhìn. Rồi bông tối. Rồi cái này màu tím mồng tơi mấy chị. Cái này màu tím mồng tơi mấy chị lên là tím giùm em đi, hoa tím giùm em đi. Tím. Rồi lên tím giùm em nha. Ton loại 1 như mấy chị 34k 1 mét. Rồi chị nào thích ton lên tím giùm em nha. Nhiều à? Cái đó nhiều à? 3m3. Ừ, nhiều chứ. 3m3. Tưởng là số lộn nữa chứ. Rồi cái này mấy chị lên là hoa tím giùm em nha mấy chị. Chất ton rất là mịn mát luôn, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào thích hoa tím lên hoa tím giùm em. Cái màu này là tối nè chị Thanh Duyên. Màu này rất là đẹp luôn nè chị. Cái này chị không chốt nữa thôi luôn. Cái này rất là đẹp luôn á. Em tư vấn cho chị á. Chị tin em đi. Rồi 2 mét tím cho chị Thanh Duyên nè. Chị Phan Võ không chốt tím hả chị. Mấy chị ơi tím rất là đẹp luôn. Chị nào thích tím thì lên tím giùm em nha. Được cái đều à. Rồi beo mấy chị, tím 3m3 cho chị Phan Võ, ok chị. Mấy chị tin tưởng em đi, em không có nói xạo mấy chị đâu. Rồi, beo. Chị nào beo thì chốt beo giùm em nha. Tin tưởng em thì ủng hộ em lâu dài nha. Rồi beo mấy chị, beo. Dụ mấy chị ra mấy chị ủng hộ em lâu dài. Rồi beo giùm em nha, chị nào thích beo thì lên beo giùm em. Beo cũng là màu tối nè mấy chị. Em lên theo yêu cầu của mấy chị cho nên mấy chị thương thì mấy chị ủng hộ lâu dài giùm em nha. Rồi beo giùm em. Chất to loại 1 rất là đẹp luôn mấy chị thấy không. Nó có độ co giãn luôn nha. Chất to đẹp. Mềm mát mà có độ co giãn luôn. Rồi chị nào thích beo thì lên beo giùm em. Rồi beo 2 mét cho chị Thanh Duyên Nguyễn Thị nè. Cái đó nhiều. Rồi chốt người ấy cho đàng hoàng nha. Đi sợ lắm rồi. Rồi hoa vàng mấy chị. Hoa vàng giùm em. Hoa vàng nha. Hoa vàng kèm xuống mét giùm em. Em đang lên to loại 1 nha mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em. To loại 1 nha. Rồi hoa vàng. Cái chất bao đẹp luôn mấy chị. Hoa vàng giùm em. To nha mấy chị. Rồi beo 1m7 cho chị Phan Võ. Ok chị. Rồi cái này
vàng nha. Rồi hoa vàng giùm em nha. Chị nào thích hoa vàng thì chốt hoa vàng giùm em. Sao có hai chị ủng hộ to em mà ta. To rất là đẹp luôn mấy chị. Có đậu co giãn đây nè. Hoa vàng giùm em. Hoa vàng kèm thêm mét giùm em nha. Rồi hoa vàng, chị nào thích hoa vàng lên hoa vàng giùm em. Nhung nha mấy chị. Rồi hoa vàng 2 mét cho chị, cho cô Nguyễn Hương Lam nè. Ok cô. Rồi cái này là con nhung mấy chị 2 mét. Em lên cho mấy chị, xả cho mấy chị 2 mét 75 luôn nha. 2 mét 75. Rồi chị nào thích mẫu ton nhung thì lên giùm em 2 mét 75 mấy chị, rất là đẹp luôn. Ton nhung này ton nhung loại 1 nha. Rồi beo cho cô Nguyễn B nè. Con chào cô B nha. Tới đâu rồi? 2 mét 7 rồi không? Giờ mới cắt. Rồi chị nào cắt nào nó nói nha. Rồi cái này ton nhung nha mấy chị. Ton nhung này ton nhung loại 1. Bữa nay em xả ton nhung cho mấy chị 2 mét này 75k nha. Rồi chị nào thích ton nhung này lên giùm em. À, lá đi mấy chị, lên mẫu lá giùm em đi. Lá. Lá 75. Rồi chị nào thích lá thì lên lá giùm em, ton nhung như mấy chị rất là đẹp luôn. Rồi lá 75 giùm em nha. Chị nào thích lá thì lên lá giùm em. Cái màu này cũng tối nè chị Thanh Duyên. Rồi lá 75. Ai thích thì chốt giùm em nha. Lá 75. Ton nhung nha mấy chị. Rồi lá 75 cho chị Thanh Duyên nè. Ok chị. Rồi cái này cũng là ton nhung luôn nha mấy chị. Rồi cái này mấy chị lên giùm em là nâu đi. Nâu giùm em. Nâu nha. Xe cái đó hả? 1 mét. À, ổ 2 mét. Lá 75 2 mét. Ủa từ nãy giờ bà chốt gì vậy? Beo. Beo mấy cái à? Beo cái 2 mét, cái 7 á. Rồi beo cho cô B nữa nè. 2 mét luôn phải không? Ừ. Rồi lá cho chị Thanh Dương Nguyễn Thị. Rồi cái đó 4 phút đó xong bấm đi để hầu quên á. 4 phút đó đâu? 4 phút kẻ đâu? Rồi nâu. À, hoa vàng 1 mét 7 cho cô B luôn nè. Ok cô. Lá nè. Rồi nâu 2 mét nâu cho chị Thanh Duy Nguyễn Thị nè. Ok chị. Rồi chị nào thích nâu nữa thì chờ comment nâu giùm em nha mấy chị. Nâu là ton nhung nha. Rồi chị nào thích nâu thì lên nâu giùm em. Xé nâu thôi. Rồi 2 mét nâu cho chị Thanh Duy Nguyễn Thị. Rồi nâu 2 mét cho cô B luôn. Ok cô B. Nâu 1 mét 7 cho chị Phan Võ luôn. Ok chị Phan Võ. Rồi mấy chị ơi, cái mẫu này bi vàng. Chị nào bi vàng thì comment bi vàng giùm em. 2 mét 68 nha. Bi vàng là to loại 1 nha mấy chị. Rồi bi vàng 2 mét 68 giùm em. Chị nào thích bi vàng lên bi vàng giùm em nha. 68. Cái đó à. Cái đó xem mấy phút rồi? 1, 2 phút 2 mét, chứ không biết bãi không? Mới xe có 1 phút rồi phải không? Ừ, cái này 2 phút 2 mét rồi. 2 phút 2 mét hả? Ừ. Nè, 2 mét nè. Bấm vô đi, từ từ xé nữa, rồi xé lộn bây giờ. Cái này 1 mét 7 nè. Rồi, chị nào thích bi lên bi giùm em nha. Bi, 2 mét 68. Bi giùm em nha mấy chị, bi vàng. Bi vàng 2m68k nha. Chị nào thích thì chốt giùm em. 1m7. Còn cái đó gì? Ấy rồi, ấy liền đi. Đừng có để hầu quên á. Rồi cái này mấy chị lên là xanh giùm em mấy chị. Cái này ton nhung nha. Rồi lên xanh giùm em. Xanh.
À, cái này có hoa đỏ hoa xanh, mấy chị lên hoa xanh đi. Xanh là con nhung nha mấy chị, 2m75 luôn. Rồi chị nào thích xanh thì lên xanh giùm em nha. Dạ bi vàng là dải to đó chị Long, 2m68k chị. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em, to lộn 1 nha. 2m68k. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là xanh. Xanh kèm xuống mét, 2m75 nha mấy chị, to nhung nha. Rồi xanh. To nhung loại 1 mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em. Rồi có cái nào? Bèo 2m cho cô bèo trước đi. Thôi quên lộn. Rồi xanh giùm em nha, xanh. Thuốc đâu? Còn cái thuốc nào nữa? Rồi xanh giùm em mấy chị nào thích xanh thì comment xanh giùm em nha. Xanh giùm em xé luôn để hồi không ấy rồi lộn mấy chị. Rồi chị nào thích xanh thì comment xanh giùm em nha. Dạ đúng rồi chị Tuyến Thái, con nhung là con đẹp đó chị. Rồi chị nào thích xanh thì lên xanh giùm em nha. Con nhung loại 1 mấy chị, rất là đẹp luôn. Cái mình dải rất là mịn màng luôn mấy chị. Màu vàng. Rồi đưa mẫu nữa đi. Rồi cái này kẻ mấy chị, em lên kẻ nha. Kẻ này là to loại 1 nè. Kẻ này có hoa. Lôi không nổi luôn trời. Rồi kẻ hoa xanh nha. Chị nào thích kẻ lên kẻ giùm em, cái này là to luôn nha mấy chị. Rồi kẻ có hoa giùm em. Chị nào thích mẫu này lên giùm em là kẻ nha. 2m68 luôn. Rồi chị nào thích mẫu này lên kẻ giùm em. Kẻ xanh 68. Ton nha mấy chị. Kẻ xanh này là ton nha. Rồi chị nào thích kẻ lên kẻ giùm em. Ton này rất là mát luôn mấy chị. Có độ co giãn mấy chị thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Rồi kẻ giùm em kẻ xanh 68k 2m. Rồi kẻ 1m7 cho cô B nè. Ok cô. Dạ khổ 1m5 á chị. Khổ to nha. Khổ 1m50 mấy luôn mấy chị. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là kẻ xanh. Cái gì? 2m1m7 đúng không? Cái này 1m7 nè, cái này 2m nè. Rồi kẻ xanh giùm em nha, chị nào thích thì chốt giùm em kẻ xanh. Kẻ xanh là ton mấy chị nào thích thì chốt giùm em nha. Quên, không rớt tụt rồi. Chị nào thích kẻ thì chốt kẻ giùm em. Cái này màu hồng mấy chị. Để em lên cái kem màu hồng cho mấy chị chốt nha. Cái này màu hồng gì ta? Màu hồng hồng đậm đi mấy chị. Mấy chị lên là hồng đậm giùm em đi. Em cũng biết hồng gì nữa. Hồng đậm nha, cái màu này nó không có sáng quá, nó vừa nha mấy chị. Cái màu này nó vừa mai nha, không sáng quá cũng không tối luôn. Rồi kẻ xanh 2m cho chị Son Phan nè. Ok chị. Rồi hồng đậm nha, ton nha mấy chị, em đeo lên ton nha. Rồi hồng đậm giùm em. Hồng đậm giùm em mấy chị, ton loại 1 rất là đẹp luôn. Xanh cắt cho chị 6m có chưa? Kẻ ton xanh cắt chị 6m hả chị? Ủa em đâu thấy. Vậy em xin lỗi nha. À ton xanh 6m cho chị Long. Xém tí nữa là bị hố rồi. Rồi ok chị. Dạ em có chị, từ nãy giờ em lên ton nhung nha. Em có nói lộn, không có ton hai da nha. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. Hồng đậm mấy chị. Rồi lên hồng đậm giùm em đi. Hồng đậm.
Rồi chốt 26 mét đi. Em chào chị Thảo Trần nha. Em phone em bây giờ em đang lên ton nha mấy chị. À phone em còn em tí xíu, ví dụ như em lên cái này tí xíu rồi em lên phone nha. Rồi hoa xanh, xanh bơ mấy chị. Cái này mấy chị lên xanh bơ giùm em đi, xanh bơ. Rồi xanh bơ kèm số mét giùm em nha. Xanh bơ kèm số mét. Xanh bơ kèm số mét giùm em nha. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em. Đi đâu ạ? À? Ê, đi đâu ạ? Đường 3. Rồi xanh bơ kèm số mét giùm em mấy chị. Chắc con loại 1 có độ co giãn rất là mịn mát luôn nha. Nó có độ co giãn rất là mịn mấy chị. Dạ cái này 1 mét. Dạ, nãy giờ em lên tên Nhung mấy chị. Rồi cái này to loại 1 nha. Rồi 1 mét là 34k. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Xanh bơ 34 giùm em. Con có độ co giãn. Rồi xanh bơ cho chị Nguyễn Trinh nè. Ok chị. Rồi xanh 1m7 cho cô B nè. Ok cô. Rồi chị nào thích xanh bơ thì lên xanh bơ giùm em nha mấy chị. Xanh bơ nha. Còn không mấy chị lên xanh không cũng được. Em cũng biết em chốt cho mấy chị nha. Rồi chị nào thích xanh lên xanh giùm em. Màu kẻ nào nữa không? Dạ còn chị. Lấy tôn kẻ lên coi. Rồi để em lấy tôn kẻ nữa nha. Chị á, chị Long thích kẻ chị Long. Lấy kẻ màu khác nữa coi, màu đen. Màu đen, màu đỏ. Rồi kẻ màu cam nha. Chị nào thích kẻ. Từ từ để em đè lên cái đó lâu không nổi. Màu đỏ như bữa ngày này nè. Rồi kẻ cam á chị. Ai thích kẻ cam lên kẻ cam giùm em. Xé bơ rồi nha, 2 khúc bơ rồi. Khúc 2m, khúc 1m7. Rồi kẻ cam giùm em. Chị nào thích kẻ cam lên kẻ cam á chị. Rất là đẹp luôn. Kẻ cam nha. Chị nào thích thì chốt giùm em. Chất rất là mịn mát luôn á chị. Mình lên mặt mùa này thì mình may toi mặt rất là mát nha. Rồi kẻ cam. Dạ 34k 1m đó chị. Kẻ cam giùm em nha. Chị nào thích thì chốt giùm em. Có độ co giãn mấy chị thấy không? Rất là mịn mát luôn. Rồi kẻ cam. Kẻ cam 6m cho chị Long nè. Ok chị. Hai giấy đó lấy. Rồi kẻ cam 6m cho chị nha. Rồi chị nào thích kẻ cam thì chốt kẻ cam giùm em nha mấy chị. 6m cho chị nè. Dạ ok chị, em đang không có căng đâu. À cho chị mango bà già. Dạ ok chị, chờ em xíu nha. Em lên cái này tí xíu, lên lụa mango bà già nha mấy chị. Có rất là nhiều màu tối lên, rất là đẹp luôn, rất là sang luôn. Rồi kẻ cam 2m cho cô B luôn. Rồi ok cô. Rồi 2m cho cô B. Rồi chị nào thích cam nữa thì lên cam giùm em. Cô B cũng là mới ruột của con luôn á. Chị Long cũng vậy luôn. Mấy chị mấy cô ơi, ủng hộ em về dài đi rồi á. Em tí xíu em có quà cho mấy chị luôn nha. Rồi kẻ đỏ. Ủa? Còn kẻ màu nào nữa không? Rồi kẻ đỏ giùm em mấy chị. Dạ còn chị, em lên kẻ theo chị luôn nha. Rồi mấy chị ơi lên kẻ luôn nha. Để em lo chưa nổi nữa. Kẻ đỏ. Kẻ đỏ giùm em. Rồi kẻ đỏ giùm em nha. Chị nào thích kẻ đỏ đó, kẻ đỏ trời, kẻ đỏ rất dễ thương mấy chị. Màu đỏ này mặc rất là đẹp luôn nè. Rồi kẻ đỏ giùm em nha. Đỏ nha mấy chị. Chị nào thích đỏ thì comment đỏ giùm em. Kẻ đỏ.
Bây giờ em đứng em phục vụ mấy chị luôn. Rồi đổ giùm em nha. Đổ giùm em. À 6 mét. Em đo trừ hao cho chị Long nè nha. Em đo trừ hao hết. Chị nào em cũng đo trừ hao hết. Cô nào con cũng đo trừ hao hết nha. Lôi ra. Rồi ok. Sáu mét cho chị Long nè, 1m7. Rồi kẻ xanh 2m thôi chị Thanh Duyên. 2m xanh hả chị? Ủa kẻ xanh đâu rồi? 2m xanh cho chị Thanh Duyên. Xanh nãy hết rồi. Hết hả? À kẻ xanh em hết rồi chị Thanh Duyên ơi. Em hết kẻ xanh nha, chị chọn kẻ khác giùm em đi. Hết rồi chị. Để em lên cái xanh khác cho chị có chốt thì chốt nha. Em hết xanh kia rồi. Rồi bây giờ em lên cái kẻ xanh này. Chị nào thích cái xanh này thì lên chốt giùm em nha. Xanh này. Xanh này xanh dương nha mấy chị. Rồi xanh dương giùm em. 6m với 1m7. 6 á. 6 có rồi. 6 rồi hả? Rồi. Rồi xanh dương, chị nào thích thì chốt giùm em nha. Xanh dương. Chị nào thích thì comment trước giùm em nha mấy chị. Tại vì mấy chị biết không, em về thì ví dụ thường sĩ á, sĩ thì thường hay nhắn tin để hay lấy mẫu sớm hơn em lên like luôn á. Cho nên là em còn rất là ít. Chị nào thích thì comment sớm giùm em nha. Chứ không một tí xíu là em cũng dẫn hết. Rồi màu xanh dương mấy chị, lên là kẻ xanh dương giùm em nha. Xanh dương kèm xuống mép giùm em. Cái màu xanh dương này cũng rất là mát luôn nè mấy chị. Rất là mát luôn. Rồi xanh dương kèm xuống mép nha. Chị nào thích xanh dương thì lên xanh dương giùm em. Thôi mấy chị sĩ hay canh hàng của em đó mấy chị. Rồi xanh dương cho chị son khoan nè. Ok chị. Rồi xanh dương giùm em nha. Kiểm tra cái đầu nha, trước khi xé. À, em chào chị Gia Bảo. Dí sau lưng, xanh dí sau lưng hả chị? Ok chị, cái này lùi lụa măng gồ nha. 35k 1m. À, chị Hà Yến chờ lâu, tội nghiệp chị quá mà bây giờ em đang lên tôn. Chào em xíu nha chị Hà Yến. Coi like đi chơi vui chị. Rồi, dí xanh này lụa măng gồ mấy chị. 35k 1m, 2m là 70. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Ngoại, lại lấy cái khúc giải ra để họ quấn cái quạt ngoại. Nè, lôi xuống nhìn con họ quấn cái quạt. Rồi nhí xanh này lụa măng gồ nha mấy chị. 1m35, 2m70. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Tôn nhung bông tối nữa. Dạ ok chị, chờ em lên xíu nha. Em đưa cái này cái em xen vô cái tôn nhung nữa nè. Rồi kẻ đen mấy chị. Rồi lên kẻ đen giùm em nha. Kẻ đen. Kẻ đen giùm em. Kẻ đen giùm em mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Đó. Thầy lấy cái mấy mẫu tên nhung màu đỏ dưới đít là 2-3 mẫu á. Ừ. Rồi cái màu kia nữa. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em nha. Có màu nào mai áo sơ mi không chị? Dạ em có nha chị Cẩm Hương Nguyễn. Rồi kẻ đen giùm em, chị nào thích kẻ đen thì lên kẻ đen giùm em nha mấy chị. Kẻ đen. Kẻ đen 2m xanh nhí. Ok chị Gia Bảo. Rồi kẻ đen giùm em. Lấy xuống luôn hồi đất lên. Chứ giờ rớt luôn. À coi vải trắng hoa xanh mới. Khúc xanh chị mới để lên đi. Đã nào chị. Kẻ đen 2m cho chị Son Khoan nè. Rồi 2m xanh cho chị Gia Bảo trước nè. Là lụa măng gồ nha. Ủa chị Gia Bảo chưa chốt đơn bên em. Kèm số điện thoại giùm em đi chị. Rồi 2m đen cho chị Son Khoan nè. Chị Gia Bảo kèm số điện thoại giùm em nha. Son Khoan
Rồi chị Gia Bảo kèm số điện thoại giùm em luôn. Coi màu đó đỏ nhí sau lưng. Ok chị. À chị Hải Yến chị nói cái gì chị? Vải trắng hoa xanh. Vải trắng hoa xanh nào ta? Cái đó là